Xin chào tất cả mọi người nhé. Hiện nay thì mình đang có mặt ở dự án The Seaport, đúng không ạ? Đây là một trong những cái dự án có thể nói là gì ạ? Được bên mình đánh giá là tiềm năng bậc nhất, đúng không ạ? Và dự án này thì nằm ở ngay vị trí trung tâm các khu resort du lịch nghỉ dưỡng có sẵn và đã đi vào hoạt động rồi. Ngay gần chỉ mất khoảng 5 đến 7 phút là đã đi đến bãi tắm rồi. Và có một cái điều tuyệt vời nữa là gì ạ? Ngay bên trong dự án thì mình có một cái, đấy chính là trường học. Đấy chưa? Đây chính là trường học Lý Tự Trọng này. Và ngay bên cạnh gì ạ? Đằng trước dự án thì đây là gì ạ? Ủy ban nhân dân xã. Đấy chưa? Và ở giữa khu vực này đây có hai cái lối chờ sẵn đây. Thì đây chính là gì ạ? Đây chính là khu trung tâm của khu vực sau này đã làm đường chờ sẵn rồi. Thì có thể nói rằng là gì ạ? Bây giờ là gần 6 giờ chiều rồi. Đấy, thế nên là ở đây thời tiết cực kỳ mát mẻ, cực kỳ thích. Mấy ngày hôm nay thì trong Bình Thuận đang bị ảnh hưởng bởi bão nhẹ bên Ninh Thuận. Thế nên là thời tiết hơi có mưa một chút nên mọi người nhìn trời là hơi âm u. Đấy, thế nhưng mà rất đẹp nhá. Đây là mình đang quay này. Bên đây chính là dãy B này. Dãy B mọi người nhá. Đây chính là dãy B này. Bên ngoài kia là dãy A, đây chính là dãy B này. Đây là những lô gì ạ? Đây là những lô B6 này, B5 này, B4, B3, B32. Thì là ở đây ạ. Đây là con đường giữa này. Ở giữa này, đường ở đây là đường từ 6-7m đến 9m nhá mọi người nhá. Và đây chính là dãy C ạ. Đây chính là dãy C này mọi người nhìn này. Rất là đẹp nhá. Ở đây có một cái phong thủy cực kỳ tuyệt vời. Đấy chính là gì ạ? Lưng là tựa núi, mặt là hướng biển. Mọi người thấy rằng là gì ạ? Núi ở đây rất là đẹp nhá. Đặc biệt là cái núi đằng sau dự án này rất là đẹp nhá. Đấy, thì đây là dãy gì ạ? Đây là dãy C. Mọi người cùng quan sát nhá. Dãy C rất là đẹp nhá. Đấy, hiện nay thì là vài tháng vừa rồi là bị mưa. Và thứ hai nữa là gì ạ? Thứ hai nữa là vài tháng vừa rồi là bị dịch. Thế nên là hôm nay thì mình đang cho người dọn dẹp lại dự án rất đẹp nhá. Đây là gì ạ? Dãy C này. Đây là lô C4 này, C5 này. Và căn góc đây là C6 này. Đấy, đi thẳng vào trong này thì đấy chính là dãy D, đúng không ạ? Dãy D hiện nay thì hiện nay công ty đang có lô D1, đúng không ạ? Đây, quay cho anh chị cảnh lô D1 đây. Đây chính là lô D1 này. Lưng tựa núi, mặt thì hướng biển nhá. Đây có một cái đường chờ sẵn này để mấy nữa làm cái khu trung tâm của vùng này. Đấy chưa? Đây. Đây chính là lô gì ạ? Lô D1 thì là đang ở đây. Mọi người nhá, D1 này. Đây chính là lô D1 này. Sau đó đến D2, D3, D4, D5 và D6. Lô D6 thì ở bên trong này. Đấy. Mình sẽ quay cho mọi người xem nhá. Đấy, có một điều tuyệt vời rất thuận lợi là gì ạ? Dự án ở đây thì nằm ngay cạnh mặt đường quốc lộ. Vừa được nâng cấp xong, rất là đẹp nhá. Đây lô D4 này, D5 này và D6 này. Đúng không ạ? Đây, D6 thì hôm qua vừa có người mua xong ở vị trí căn góc rất đẹp nhá. Đây ạ. Thì đây chính là cái vị trí rất đẹp. Đây là bên trường học này, cấp 2 này. Và đây là vị trí của dãy E, đúng không ạ? Dãy E. Đây. Thì đây là lô căn góc E1 này. Được chưa? Lưng tựa núi này. Đấy, mọi người yên tâm nhá. E1 này. Sau đó là gì ạ? Đến E2 này. Đúng không ạ? E3 này. Và E4 này. Đấy, đường ấy rất rộng nhá. Đằng sau dự án còn có đường tiếp nhá. Bên này là trường học này, mọi người xem này. Đấy, thì đây là mình đang quay toàn cảnh dự án để cho mọi người cùng xem nhá. Đấy, rất là đẹp, rất tuyệt vời. Có một vị trí lưng tựa núi, mặt thì hướng biển nhá, mọi người nhá. Đấy, vô cùng tuyệt vời. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều nhá.